đủ loại ấy. Rồi bánh này người ta mặc cái tóc luôn. Ốc hương, tôm, các loại nướng làm sẵn hết, cá hồi, các loại đồ ăn sống. À, ngắm cái chợ đêm của Bangkok các bạn, buổi tối đông vui lắm. Ngồi lâu không uống chờ bố xí nè, chờ bố xí. Rất là phong phú đồ ăn luôn các bạn. Khi nãy là mình không lay like, quay không lay like, là mình ăn con mực sống á, con mực sống ăn tại chỗ luôn, làm ăn con mực sống, hai con mực ống nhỏ nhỏ thôi, cũng ngon lắm, 400 đồng ăn cho biết. Đây là bán các cái loại xiên xiên cho mình này. Đó, mình ăn cái gì thì mình lấy tại chỗ. Đây có cái loại sushi. Mình ăn cái gì thì mình lấy, 10 đồng, 15 đồng, 20 đồng. Cũng nghe được nhiều người Việt Nam ở đây hả, nói tiếng Việt ha. Đông lắm, vui lắm, quá chừng chừng luôn. Đây các loại mực tuột. Con này là 600 bạc nè. Con mực này nè. Quay được cũng đẹp, ngồi ăn vậy cũng vui nè. Chợ đêm ở Bangkok các bạn. Thank you.
Sao vậy? Hai bên kia. Vậy hả? Đây là cái quầy này là các loại cá hồi. Đây các đồ nướng mực que 12 đồng, ồ trời thật, thế thật anh nó giả to dữ dạ hả à, có cái loại mắm để ăn với xoài nè, mắm Thái nè, mắm nổi tiếng của Thái nè, ăn với xoài nè, đây có loại mắm nè. À, và họ làm à, đó. Đây, quầy này là quầy xoài à, và xoài, xoài sống này ăn với là các loại mắm của Thái nè. Ngon không? Chua, sợ chua. Thế à, cho mình thử rồi. Thử vậy. Thử đi. Mình đang thử nè, mình đang thử nè, họ cho mình thử đi các bạn. Thôi đừng có chấm bút lại một cái thôi, tiền đó. Đó. Các loại mắm á, loại mắm mà của Thái đi. Đây quả trái cây. Ở đây quầy gỏi người ta làm tại chỗ luôn, giống như ba khía rồi đó. Đây hải sản à, cái quầy có cái quầy này là làm đã ăn sống các bạn, sống này, hàu sống nè, cua sống, các cái loại này là ăn sống cả, ba khía rồi gì đó. Món này là mình mua và họ chế biến làm ăn sống tại chỗ đây các bạn. Hàu sống nè. Có vẻ như ở đây bên này cái món ăn sống thì có vẻ ưa chuộng. Ba khía.
đây có mắm cái đồ ăn sống y như bây giờ mình ăn hồi nãy đó. Hai đến giờ đang nhậu ngoài kia luôn. Sao là đi tiếp. Đây quầy mà nhìn các bạn quầy nướng có vẻ hấp dẫn không? Cái này là món gì? Cái này là gì con? Nướng món gì đây? Gà nướng thịt nướng đó bố. À gà nướng thịt nướng đâu gà thịt nhiều quá. Ô bên này. Mình ngạc nhiên là bên này có vẻ món ăn sống á, ăn sống có vẻ là chuộng nè. Đây là các món ăn sống nè. Con tôm tít chân sống nè. Hương. Hương. Bên kia có tôm tít sống. Cái gì? Ô giờ thật không dám ăn. Còn cái quầy này là quầy côn trùng các bạn. Ồ quầy côn trùng nè. Đây là cũng đặc sản của Thái Lan nè. Ủa con gì nè. Các loại này là côn trùng nè. Con này con dế nè. Con dế nè. Dế đây nè. Con này là con đun ván biếc. Con sâu à. Con nhộng nè. Ồ đây là có cái loại côn trùng châu chấu. Ồ, con này chưa dám ăn đó. Mấy con này thì nhìn vậy chứ chưa dám ăn được. À, châu chấu. Con này con gì không biết. À, con dế mà đồ lớn kìa, dế cơm. Dế cơm. Đây là con đun nè. Con kia châu chấu nè, châu chấu nè, châu chấu nè. Hả? Cái quầy này quầy nướng nè, đủ loại nướng nè, nhìn hấp dẫn chưa? Đủ loại luôn, tôm nướng, thịt nướng, đủ loại nướng luôn. Nói chung là đi buổi tối đi vòng vòng đi ăn vặt ở đây cũng hay lắm đó. No. Xoài có gì? Xoài mà ở dưới nó có cái đế nhỏ nhỏ nhỏ. Đế là cái gì? À đồ hải sản. Con điệp. Cái ở trên xoài mà dưới là con điệp phải không? Con là gì? Cái này là xôi xoài á, nhưng mà nó bỏ lên miếng. Ở dưới là điệp, ở trên là xoài. Ở có món gì lạ nè. Không phải điệp, ở dưới là cái bánh dừa. Ồ rối quá các bạn, thôi có lẽ mình không trực tiếp nữa. Đấy. À, hẹn các bạn để xem trực tiếp một cái số cái chương trình khác. Rồi tạm biệt nha. Mình ăn xong rồi. Chào các bạn. Mình không like trực tiếp nữa nhưng mà mình đang khi mình ăn xong rồi mình đi lại thấy đây, đồ ăn rất là phong phú. Đây là tất cả các món đồ ăn sống các bạn. Tôm sống nè. Cá hồi sống nè. Ghẹ sống nè. Bạch tuộc sống. Mực sống. Ăn được không? Đâu một cái. Cheers. Oh, you're good.
Rất là phong phú các loại ẩm thực các bạn. Được không? Ngon không? Đây coi nè. Đây là ê, cục ớt kia lắm nè. Thử ra hồi đi. Đây là các món ăn sống nè. Món này Việt Nam có.